đó, đi về nó mới sướng các bạn. Mình đang tự hỏi á, là mấy cái nhà hoang này, mấy cái nhà hoang ở đây á, người ta xây lên làm cái gì? Xây lên xong để đó, không biết có ai ở không, hay là xây lên để làm cái láng á, không biết nữa. Đó. Có mấy cái nhà này. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sam Vlog. Hôm nay mình tiếp tục đi tour để Tiền Trạm. Thì khi video này được đăng là mình đã bắt đầu nhận thành viên để đi cái tour đọc sách, nằm võng đọc sách. Đây là cái plan đầu tiên mình lên. Thì mình sẽ tổ chức tour đều ha, dưới cái group Sam Vlog và những người bạn, hoặc là group về những chuyến đi. Mình sẽ để link dưới mô tả và bình luận, các bạn có thể tham gia đi tour chung với mình. Thì bây giờ mình đang đi Tiền Trạm. Thì không phải đâu, không phải đi này đâu. Này không đi. Xe gì nặng ì. Xe vừa nặng, vừa mạnh, vừa ngon nữa, đi mệt lắm, không có đi được, nên là phải đi xe nhỏ này. Đây là MX của mình. Sắp tới mình sẽ đi tour bằng chiếc này, MX. Thì bây giờ đang dọn đồ. Thì sẵn đang soạn đồ thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút thôi. Thì tour này là mình đi Tiền Trạm, một hành trình né hẳn quốc lộ. Mình sẽ đi Hồ Tràm, Hồ Cốc, nhưng mình sẽ không đi quốc lộ luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ đi tìm một cái đường để các bạn không cần phải đi quốc lộ. Các bạn chui vô hẻm, vô hốc, vô nhà của người ta, vô cái chỗ mà người ta không có đi. Cái xe là người ta không có đi xe, mấy cái xe này đi qua cái đường đó, mà đi bằng xe cày, xe cuốc. Nên là hôm nay mình sẽ tìm đường đi cái đường đó ha. Rồi, thì mới tiếp, nay soạn đồ. Thì đợt này tụi mình sẽ đi đúng với cái concept của mình đặt sẵn, là nằm võng đọc sách, cũng camping, nhưng mà không phải là lều trại, mà là nằm võng. Võng tăng mùng. Thì khi nào mình dừng lên các bạn biết liền à. Bây giờ mình nói các bạn sẽ không mình dung được. Thì đi cắm trại nó dài lắm các bạn. Các bạn có thể đi phượt bằng cách là đi vô nhà nghỉ, hoặc là đi vô homestay, đi vô khách sạn. Còn riêng bản thân mình chỉ thích ở thiên nhiên, hòa mình với thiên nhiên, ngủ dưới thiên nhiên, đó, ngủ dưới gốc cây á. Khi các bạn được xem video này thì đồng nghĩa với việc mình đã viết một bài tuyển người rồi. Thì video này mình muốn thông báo với các bạn thôi. Thông tin chi tiết về hành trình, phần bình luận mình cũng sẽ để link, mô tả mình sẽ để link. Các bạn xem dưới đó nha. Nặng á các bạn, rất nặng. Làm mấy ghê không? Rồi, sẽ chở như này. Nhưng mà để cho nó an toàn thì mình sẽ kê nó lên. À, nó sẽ thẳng như này. Ok. Thì mình muốn có một cái góc quay bay. Nó gọi là góc quay bay. Ra mình phải có cái cây này, mình đi xa ra ngoài kia. Đây là cam 360 mới mua, nay đi test luôn các bạn. Bây giờ làm sao đó để kết nối phát một cho nó cứng ở đây. Thì nó là nghề của mình rồi các bạn. Rồi ok các bạn, xong, setup xong rồi, lên đường. Trời, trời ơi. Đi từ thôi. Ok các bạn, lên đường nha. À, mới đi có xíu mà nó văng nè. Ôi dồi ôi luôn. Thật ra là cái đoạn đầu video tới cái đoạn này là 2 ngày sau rồi đó các bạn. Qua giờ nó mưa quá, mưa không có đi đâu được hết. Nên bây giờ đi. Ồ, sao mai gọn gàng. Lên cái giá đỡ cao chút thì dễ thấy đường nè, camera nè, cặp kính nè. À, tới một chuyện luôn. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt nha các bạn. Không biết các bạn biết cái điều đặc biệt không, để bật cái cam này lên. Chưa có ai mà chịu fan như tôi hết đó các bạn. Thì các bạn thấy gì không? Đây nè, nhỏ xíu đây nè. À, đây là một cái mic. Thì mình cũng muốn nói chuyện với các bạn mà. Cho nên là trước đó là mình xài một cái máy ghi âm các bạn. Cái máy ghi âm thì nó không có tối ưu. Là mỗi lần mình bật cái camera GoPro của mình lên thì mình sẽ phải bấm cái ghi âm nữa. Nhưng mà cái ghi âm thì thường là nó không có đồng bộ được. Đông quá, đường đông quá, để đi. Đi bất kỳ đường này nói. Đông quá, mới sáng sớm đông quá. Thì á, bình thường á, mình phải bấm thêm cái mic ghi âm. Mà cái mic ghi âm á, mình không có để ngoài được. Tại vì nó dính chút xíu nước là lên đường à. Mình hư trong cái sự nghiệp làm YouTube của mình á, mình hư cái máy ghi âm chắc phải 10 lần á. Cứ mỗi lần hư là 2,5 triệu. Cho nên thôi giờ setup luôn. Như này. Ê. Trời, mới xíu mà văng. Úi giời ơi. Úi giời. Đó, hồi là mình sẽ đưa lên cao. Nhưng bây giờ thì chưa có đưa. Đằng sau của mình là full đồ camping cho hai người. Mình cũng có đem lều và thêm một cái bạt to nữa để phòng trường hợp mưa. Các bạn nhìn trời nè. Đó, mấy bữa nay trời nó cứ ui vậy đó. Vô mùa mưa rồi các bạn. Hôm qua thì mình set map hết rồi. Giờ thì chỉ cứ bấm map đi thôi. Đây. Đó, bấm map lên. Sửa soạn lại cái lên đường.
là bào tới luôn á các bạn. Đó, đây map của mình đây. Đó, tới điểm nào, điểm nào, điểm nào, điểm A nè, điểm B nè, điểm C, điểm D, điểm E, điểm F, điểm G, điểm H, điểm Y là nó set hết rồi. Đó thì khi mà mình set một cái máy ở trước nón và một cái bộ mic sẵn như vậy thì mình nói các bạn nghe liền à. Và cái điều đặc biệt nhất các bạn biết gì không? Là khi mình nói thật là lớn như thế này thì các bạn sẽ không có bị rè giống như những cái video trước. Đó. Trời ơi cái xe kìa. Xe 4 bánh 2 thì. Bà nội này mới đi ẩu ghê luôn á. Ai cho chạy từ đây quay đầu đó đâu mà chạy. Cái chỗ đó là các bạn không được quay đầu lại nha. Các bạn quay đầu lại đó nguy hiểm lắm á. Các bạn chỉ có được quay đầu lên tới đây quay đầu lại nè. Các bạn lưu ý nha. Phải lên tới đây rồi các bạn mới được quay đầu nè. Ở đây tầm quan sát các bạn rộng hơn mà người khác cũng rộng hơn. Lại kia, cái kia là cái mũi tàu kia là đó, cái chỗ này nè, là cái chỗ mà người ta sẽ quẹo. Nên là người ta sẽ không để ý đâu. Thành ra là các bạn phải lên tới trên này các bạn quay đầu lại nha. Bà kia nãy đi ẩu, hồi chửi cho anh trận. Wow, đây là Nguyễn Linh nè các bạn. Trời ơi, mở đường ra nhìn đã không? Nhìn to y như thằng em của mình. Nhìn to dài rộng. Đi sướng à, đi cảm giác đã ghê không? Các bạn chắc cũng đang thắc mắc là tại sao mình đi chiếc mới tiết này đúng không? Thì trải nghiệm chơi thôi các bạn. Tại vì cái tour 500km của mình á, có thằng em nó đi chiếc mệt ít, nó kêu là nó chạy không được. Nó là xe chạy không có nhanh được anh ơi, xe này nó như vậy á. Mình ghét quá, mua luôn chiếc mình trải nghiệm thử nè. Để coi là mệt ít nó đi phượt được hay không. Mình đã đi tiền trạm một lần rồi. Hả? Văng ghê lắm. Mai mốt á em không có quẹo ngay khúc đó nha, khúc Nguyễn Linh á, em phải chạy lên cái khúc trên này em quẹo lại. Em quẹo đó nguy hiểm lắm á, người ta thắng không kịp đâu. Mà sao văng nhiều không? Nhiều hả? Lên đầu luôn hả? Ôi trời ơi. Chạy vô văng tốc độ cao chứ mà lên đầu á. Trời nó. Đi đi về văng cái về vô. Chắc qua phà thì cũng phải mặc cái áo mưa vô. Chứ để mưa nó lâm râm vàng chút xíu ướt người hết. À, theo thông thường thì các bạn sẽ quẹo phải đúng không? Mình sẽ không quẹo phải, mình sẽ đi thẳng. Các bạn có bao giờ đi đường này chưa? Có bao giờ các bạn đi Hồ Tràm, Hồ Cốc hoặc là Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, các bạn đi đường này chưa? Chưa đúng không? Bây giờ đi ha. Thích đi thẳng vậy đó. Thích đi cồng kềnh vậy đó. Thích đi xa hơn ta vậy đó. Được không? Chịu không? Chịu thôi. Dừng lại cho con trai tôi nó ị các bạn ơi. Sáng sớm nó phải đi ị giống như tôi vậy á. Ê, phải kiếm chỗ nữa. Khổ quá à. Trai gì đâu khó tính vậy. Không, mày à, lên đi. Mày chó mày cũng phải đặt ỉa mày. Nhìn mà thấy ghét. Còn mày nhìn gì? Sáng mày đi chưa? Ê, coi chừng tao, mà coi chừng tao á. Thông thường á thì mình sẽ quẹo phải để mình đi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ không quẹo phải. Mình chỉ đi một chút xíu, xìu xiu quốc lộ thôi. Mình bây giờ mình lũ ở bên kia luôn nè. Mình đâm thẳng qua kia là mình đi luôn. Mình luồn lách đi bên trong, không có đi quốc lộ.
Rồi mình sẽ luồn lách trong đây. Tới khúc nào đẹp mình sẽ quay cho các bạn xem, để các bạn biết trước là cái hành trình lần này tụi mình đi là sẽ không đi đường quốc lộ. Mình quay lại ở đây thì cái đường này là cái đường mà mình nói là trong đây mình sẽ có up rush nhẹ nha các bạn. Nghĩa là mình sẽ có đi cơ tân nhẹ nhàng không? Không quá gắt nữa không? Nghĩa là vẫn có up rush nha. Nhưng mà chúng ta sẽ đi những cái đường mình cũng biết mình bị gì nữa các bạn. Ở đây là cái đường này chưa có trên bản đồ nha. Mấy cái tuyến đường này là chưa có trên bản đồ. Đây là các bạn, giờ bản đồ sẽ không ra đâu, trừ khi các bạn vẽ trước có một cái điểm đến thì cái Google Maps nó sẽ chỉ các bạn đi những cái đường có thể đi. Nghĩa là bản thân mình đi những cái đường này thì mình chỉ biết đâu đó khoảng 70-80% cái hành trình mình sẽ đi đường nào thôi. Còn những cái đường này là mình sẽ không biết. Đó là lý do mà có cái video tiền trạm này. Mình nghe tiếng cưa gỗ, chắc mấy anh đang khai thác rừng ở trong đó. Với lại nãy mới thấy một chiếc xe tải lớn chở nhiều gỗ ra ngoài lắm. Trong đây vẫn có nhà nè các bạn, trong đó nó vẫn có nhà người ta. Thì cái cách để các bạn biết á, là xung quanh ở đây có người sống hay không á, là các bạn nhìn trụ điện. Ví dụ các bạn đi mà lỡ lạc á, mà không biết đường á, thì các bạn có thể dựa trên cái dây điện để các bạn biết được rằng là cái khu vực đó có người ở hay không. Thì nhìn dây điện ha, và nhìn dây điện. Nếu mà dây điện nó đang thẳng như vậy, tại vì nó chẻ nhánh bên phải hoặc chẻ nhánh bên trái hoặc chẻ nhánh vô chỗ nào đó, thì trong đó có người ở. Thì các bạn chạy vô đó, các bạn kêu người ta chỉ đường cho mình ra là được. Đó, mấy cái này coi vậy chứ trơn lắm nha các bạn. Đi chắc tay lái lên để ra đều. Đó, và những cái tình huống như thế này, nghĩa là nó có một cái ngã ba như thế này nè, thì nếu như các bạn không vẽ đường trước, các bạn không biết trước được các bạn sẽ đi đâu á, thì thường những khúc này khúc lạc. Thì mình đã có vẽ đường rồi, thành ra là mình sẽ đi cái đường mình vẽ sẵn. Thì có lạc thì nó cũng sẽ nằm trong cái khuôn khổ cho phép, là mình có vẽ trước rồi, mình biết được phía trước nó có đường đi hay không, và có những cái điểm nào lớn lớn để có gì mình còn quay đầu được. Đây đúng nghĩa là hòa mình vào thiên nhiên, trở thành người bản địa luôn đó các bạn. Ở đây là cái đường mà ngày nào người dân họ cũng đi nè. Đó, bạn thấy dấu bánh xe không? Khi các bạn đã quá chán quốc lộ, đã quá chán với sự sung sướng của đường nhựa, thì các bạn hãy quay về thời nguyên thủy. Ở lộn, quay về thời chúng ta chưa có đường đi. Chúng ta sẽ đi những cái đường mà không dành cho xe máy, dành cho xe máy cày thôi. Mình đang tự hỏi là mấy cái nhà hoang này, mấy cái nhà hoang ở đây á, người ta xây lên làm gì? Xây lên xong để đó, không biết có ai ở không, hay là xây lên để làm cái láng á, không biết nữa. Đó, có mấy cái nhà này. Trời, cái này mà đi đêm mới thôi luôn á các bạn, đái trong quần chứ không giỡn đâu. Không lẽ bây giờ mình mở cái tour lúc 9 giờ đêm mình mở tour lúc 9 giờ đêm xong chui vô đây, đi đường này đi lên tới hồ trà Mồ Hốc thôi luôn á. Đúng là đái ra máu thiệt á các bạn, không giỡn đâu. Gì vậy? Vô duyên, tao quánh mày bây giờ. Kêu trai xuống xúc mày bây giờ, sủa không? Ô. Oh. Sướng không? Thẳng xuống luôn. Bên phải. Dặn lên.
ơi, hết hồn. Gì vậy? Cuốn chiếu á. Nhẹ nhẹ thôi. Bên phải nè. Mạnh lên. Lên ra mạnh lên. Đúng rồi, lên ra mạnh lên. Được không? Gì? Đúng rồi, thì cái bánh em đâu có thẳng đâu. Cái chân mệt chưa? Đi đi cho lên tay. Trời hết á. Được không? Không được hả? Sao? Đúng rồi, tại vì nó bị ấy mà. Em xuống em chạy qua đó chứ. Chạy lên tới kia là đường bằng rồi. Buông em, buông em, buông em. Rồi đi bộ lại nó đi. Mở ra con trai. Chết cha bị gào rồi. Ủa sao rào lại ta? Xong luôn, xong tôi luôn. Đi vô tới đây nãy giờ hơn tiếng đồng hồ, giờ quay đầu lại rồi. Hết đường đi rồi. Hướng này khu vực nội bộ rồi. Hết cho đi rồi. Đi thử đường này.
Tìm được đường ra rồi. Không biết cái đường này có ra được không. Mình đang 50-50 đó các bạn. Ra được rồi, mừng quá. Trời ơi, đi vô cái đường. Ôi dồi ôi. Cái này mà mình cho các bạn đi ban đêm, các bạn khóc, khóc tiếng máng luôn. Mệt quá. Hả? Nhả ra tiếp liên tục như vậy. Đâu có, anh đâu bóp đâu. Anh cứ để cho nó trôi thôi. Rồi đi. Đi. Quá mệt. Hello anh. À, em theo dõi anh ở trên YouTube. Vậy hả? Anh cảm ơn nha. Đi đâu á? Dạ, em mới đi học về. À, ủa nhà em đây hả? Dạ, em gần đây. Ừ, anh đang đi đi chơi. Dạ. Đi vòng vòng chơi. Dạ. Em không ngờ em gặp anh đây luôn á. Lạ lắm hả? Nhìn lại mấy lần. Trời ơi. Trời, lột được tóc ra đầu đinh ghê quá. Có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy. Dạ. Có gì đâu, bình thường mà. Bình thường đi em. Anh ơi, em chụp tấm hình được không anh? Được, được. Em chụp 30 tấm cũng được nữa. Em ra đây chụp vô nè, để nó ngược sáng. Em lột cái trang được không anh? Hả? Được, được, thoải mái đi. Ok không? Ok anh, dạ em cảm ơn. Anh cảm ơn nha, thoải mái lên. Mày chụp không? Vô. Vô. Trời ơi, đẹp quá. Ok, anh cảm ơn nhiều nha. Dạ, cảm ơn. Trời ơi, em thường theo dõi anh ở trên YouTube á. Vậy hả? Dạ. Cái chụp hình nhớ tắt anh vô nha. Dạ. Anh cho em kết bạn Facebook anh được không? Em tắt cái xe vlog á, là nó vô à? Dạ, xe vlog luôn anh. Tại vì của anh không có thêm bạn được. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh. Ừ, em cứ nhớ tắt anh, tắt anh vô nha. Anh đi lang thang nãy giờ. Ừ, anh luôn. Hả? Thôi được rồi, anh vô anh nghỉ giọng xíu. Dạ, dạ, dạ. Anh đi từ sáng giờ á. Anh cảm ơn nha. Hả? Nước mía đi. Khoảng tuần sau anh đăng cái video này á. Dạ. Ok. Quá phê.